Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Nghe lại là mình đây. Hôm nay mình đi làm xe bị hư cả nhà ơi. Bây giờ phải đợi người ta lại sửa xe nè. Đó, mình đang đứng ở đây là cái tiệm sửa xe hơi ở Malaysia, ở Kuala Lumpur cả nhà, ở Chiang Rai á. Mới có sáng sớm mà cả nhà. Chạy xe được một đoạn cũng hên là chưa ra quốc lộ, chưa ra đường đường lộ cả nhà, đường lộ lớn á, đường cao tốc á, chưa phải lên đường cao tốc thấy bà rồi đi nữa nửa chừng xe hư cả nhà ơi, rồi mới chạy vòng lại để sửa xe. Anh chồng mình ngồi đợi trong ngóc nè, bây giờ là cũng 12 giờ trưa rồi đó cả nhà, mà anh chủ sửa xe nói á là đợi phải 2 tiếng đồng hồ, tại vì cái chỗ sửa xe đông quá phải đợi. Giờ họ mở ra họ để vậy nè, để đợi đó cả nhà. Anh chồng mình ngồi trong ngóc nè, tiệm sửa xe này rất là đông đây nè cả nhà, đông lắm cả nhà ơi, cho nên phải đợi lâu. Cái bảng màu vàng á cả nhà thấy không, tiệm sửa xe á, rầu dễ sợ không. Ngồi đợi mình cười với chồng mình rầu thú ruột. Hình như nghe nói là phải tốn 900 mã đó cả nhà, ít nhất 900 mã đó, người ta còn chưa biết cái trong chổng hư cái gì nữa. Giờ chồng mình cũng đang rầu thúi ruột nè. À, hỏi giá tiền nhiêu à, người ta nói à, ít nhất là 900 mã tương đương với lại 4 900 mã tương đương với 4 triệu mấy tiền Việt Nam á cả nhà. Rầu ghê ha. 4 triệu mấy gần 5 triệu. Đúng rồi, 4 triệu mấy gần 5 triệu á cả nhà. À, bây giờ ngồi đợi vậy nè, đợi 2 tiếng đồng hồ. Anh chồng mình đứng cái tướng bất mãn ghê không, bây giờ đứng 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 xong giờ phanh tay luôn rồi đó. Thiệt chứ trời ơi, anh đi đâu đâu gầu ghê, xe hư hoài luôn. Từ hồi mà bị quẹt cái kiến xe tới giờ cả nhà, xe hư hoài luôn á. Tại vì cái chị kia cũng nói á, nói quẹt kiến xe mà sửa không không kỹ á là nó bị hư cái gì đó, nó dễ bị hư gì đó. Giờ phải cho người ta làm lại đàng hoàng. Đậu một chỗ đó mà bị người ta quẹt đó cả nhà. Giờ đi làm không được, kêu chồng mình á đợi bắt xe để lại chỗ làm, mà cái người ta sửa xe người ta nói đợi cỡ 2 tiếng đi là xe sửa xong à, bây giờ phải ngồi đợi vậy nè. Mà từ đây tới chỗ làm mà hồi nãy chồng mình nói bắt xe là cỡ cỡ 100 160 á cả nhà, chưa tính bằng về luôn á cả nhà, là hai bằng đi bằng về luôn là cỡ 300 đó. Thấy gầu ghê không, xe hư không biết tháng gì đâu, năm gì đâu với tháng gì. Rồi tháng trước phải, tháng trước không ba, chắc giờ cũng tính tháng trước rồi. Xe cũng hư, tháng này xe cũng hư. Gầu còn hơn chữ gầu luôn đó nha.
giờ ngồi đợi nè, xe đông lắm. À, chỗ này sửa xe đông lắm cả nhà, cho nên phải đợi nè. Chỗ này sửa xe quen á, với chồng mình á, thường ở đây sửa lắm. Giờ ngồi đợi nè, đứng nghe nè, có chỗ đâu ngồi. À, ông chủ sửa xe hồi nãy ra kêu hai chồng mình á, đi kiếm chỗ nào uống trà đi, chứ đợi lâu lắm. Chờ mà mình với chồng mình mới đi ăn sáng về luôn á, mới đi ăn sáng xong rồi đi làm á cả nhà, uống gì nổi nữa uống. Giờ người ta lại sửa nè cả nhà. Chồng mình á với lại cái chú sửa xe nói chuyện nói tiếng Quảng á cả nhà. Nói tiếng Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông mình thường gọi là tiếng Hồng Kông cả nhà. Này đợi chắc lâu lắm mà cả nhà ơi. Đợi chắc thiệt chứ bữa nay đi làm chắc đi làm trễ luôn. Bây giờ xe của mình chạy lại xưởng, phải sửa cả nhà ơi. Chỗ hồi nãy thì nó không có sửa về cái xe hư giống như mình, rồi nó mới kêu để ghi địa chỉ lại cái chỗ sửa khác cũng gần đây chứ không xa cả nhà, mà chiếc xe của mình nó lên dốc không nổi luôn, chạy từ từ nó gầu dễ sợ luôn. Rồi chồng mình hỏi giá sửa nhiêu tiền á, họ nói là chưa biết nữa, chắc cũng cỡ 900 đổ lên, 900 mã đó cả nhà, đổ lên chứ không biết chắc chắn là nhiêu, tại vì họ chưa có kiểm tra được xe mình hư cái chỗ nào nữa đó. Đó giờ phải chạy lại xưởng, chạy lại chỗ sửa xe. Rồi gầu ghê sợ không cả nhà. Sáng sớm đi làm. Họ nói chỗ sửa xe họ nằm ở trong đây nè cả nhà. Mà mình không biết chỗ nào, chồng mình biết chỗ. Giờ phải vô trong đây. Giờ xe của mình đó cả nhà, để ở đây cho người ta sửa. Mình phải bắt xe để đi làm cả nhà ơi. Gầu dễ sợ không? Để ở đây không biết sửa tới chuyện nào thì mình không biết. Giờ xe mình đưa cho người ta sửa nè cả nhà ơi. Bây giờ mình phải đợi để bắt xe để đi làm nữa. Xách nước theo này kia lũ khủ hết, không đem cái vỏ để quẩy nước luôn. Mà đâu có biết bị xe hư đâu mà vỏ quẩy chứ không vỏ quẩy. Họ đang sửa xe của mình đó cả nhà ơi. Mình quay cái chú đó nhìn mình. Chồng mình đang bắt ráp đó cả nhà, bắt ráp để đi làm, còn xe của mình để ở đây không biết chuyện nào mới sửa xong. Họ đang dặn ốc ra để sửa xe đó cả nhà, tiếng hơi ồn. Bây giờ mình tới chỗ làm mình nè cả nhà ơi, nắng muốn chết luôn á, lần đầu tiên nghĩ đi làm mà đi bộ.
Bây giờ chồng mình làm á cả nhà. Giờ vô làm rồi đó. Lại tới đây là tới trưa luôn rồi. Trời mưa luôn đó cả nhà ơi. Bữa nay chồng mình lăn sơn cái chỗ hôm qua mình sơn ở dưới góc đó cả nhà. Bây giờ chồng mình sơn thì thôi video của mình đến đây là kết thúc luôn cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của Nguyên nha. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới về cuộc sống của Nguyên nha cả nhà. Bây giờ thì mình làm thôi cả nhà. Làm gút để về sớm nữa. Chứ trời chuyển mưa tối thui à.